Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa. Dựa trên những điều kiện đặc thù phù hợp của khu vực Bắc Hướng Hóa, trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa được xây dựng tại hai địa điểm, gồm một cơ sở tại đèo Sa Mù và một cơ sở tại thôn Hưởng Phú thuộc xã Hưởng Phùng, huyện Hướng Hóa. Đến nay, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, trạm nghiên cứu ứng dụng và khoa học công nghệ Bắc Hướng Hóa đã đạt được những kết quả mang tính đột phá, được xem là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Quảng Trị với nhiều nhà xưởng, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ cao, mở ra hướng phát triển về lâu dài cho vùng đất này. Đây là nội dung của chuyên mục Khoa học và Công nghệ kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với độ cao trên 1.000 mét, quanh năm sương phủ, khu vực Bắc Hướng Hóa có nhiệt độ mát mẻ, đất đai và thổ nhưỡng đặc biệt, khí hậu đặc thù được ví là Tiểu Đà Lạt. Điều kiện tại đây phù hợp để hình thành vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến sản phẩm chất lượng cao, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân. Để xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa được từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống nhà xưởng phục vụ sản xuất, gồm hệ thống nhà kính với đầy đủ các trang thiết bị, hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt, hệ thống cảm biến tự động, hệ thống làm mát, giữ nhiệt, hệ thống camera theo dõi, hệ thống điều hành, vận hành từ xa qua Internet. Bên cạnh từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống nhà xưởng, đội ngũ cán bộ nghiên cứu tích cực học tập kinh nghiệm sản xuất ở trong nước và thế giới, đặc biệt là công nghệ sản xuất các sản phẩm ôn đới và tiếp nhận các quy trình công nghệ được chuyển giao. Tại trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa, các mô hình sản xuất thử nghiệm tập trung vào các loài hoa cao cấp có giá trị cao như hoa tulip, hoa lily, hoa lan hồ điệp. Tất cả đều được ứng dụng công nghệ cao, chăm sóc trong hệ thống nhà lưới, nhà kính hiện đại, theo hướng tự động hóa. Đặc biệt, mô hình sản xuất hoa lan hồ điệp được trồng trong nhà kính, ứng dụng công nghệ hiện đại, khép kín. Hệ thống giám sát và điều khiển từ xa các thông số bên trong nhà kính, giúp chủ động hoàn toàn trong khâu chăm sóc hoa. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình sản xuất trong điều kiện nhà màng thì sẽ chủ động hơn trong cái việc tối ưu hóa hơn trong cái việc chăm sóc cây trồng. Ví dụ như ở điều kiện này thì cây trồng thì cần chế độ ánh sáng phù hợp, thì khi mà ánh sáng cao thì hệ thống tự động sẽ tự động bật và kéo lớp che nắng, hoặc là về nhiệt độ cao thì hệ thống sẽ làm quạt làm mát, bên cạnh đó có hệ thống cooling pad sẽ giúp là điều hòa nhiệt độ phù hợp trong nhà kính. Và trong với điều kiện này thì tối ưu hóa trong quá trình sản xuất, như là cây trong nhà kính này thì sẽ ít sâu bệnh hơn, chi phí chung cho các cái loài sâu bệnh, phòng trừ sâu bệnh sẽ giảm lại, thì sẽ nâng cao cái hiệu quả lên. Với sự đặc biệt về vị trí địa lý cũng như điều kiện khí hậu, cùng với việc ứng dụng công nghệ cao, không chỉ các loài hoa cao cấp thích nghi và phát triển tốt ở khu vực Bắc Hướng Hóa, mà nơi đây còn là địa điểm lý tưởng để xây dựng mô hình sản xuất một số loài dược liệu quý có giá trị cao như đông trùng hạ thảo, lan kim tuyến, và trong thử nghiệm thành công nhiều mô hình rau quả cao cấp như cây dâu tây, cà chua siêu ngọt. Thực tế thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng là đã nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm thành công cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ở đây với tên thương hiệu là đông trùng hạ thảo Sa Mù. Thì kết quả cho thấy thì đông trùng hạ thảo khi sản xuất ở đây thì cho cái năng suất cao hơn, ổn định hơn, chất lượng tốt hơn, đặc biệt là các cái hàm lượng của các cái hợp chất có hoạt tính sinh học, ví dụ như codispin hay adenosine là nó cao hơn. Không những thế thì với cái điều kiện tự nhiên thuận lợi ở đây, đặc biệt là cái điều kiện nhiệt độ và độ ẩm là tương ứng tương thích với cái điều kiện tối ưu về nhiệt độ độ ẩm cho việc sản xuất đông trùng hạ thảo, cho nên là việc sản xuất đông trùng hạ thảo đấy thì nó sẽ tiết giảm được rất nhiều cái chi phí, đặc biệt là cái chi phí để mà vận hành tạo điều kiện độ ẩm và nhiệt độ tối ưu. Qua bước đầu nghiên cứu thì chúng tôi nhận thấy cái cà chua này có khả năng thích nghi với vùng khí hậu Bắc Hướng Hóa, cây cho năng suất và chất lượng cao, có màu sắc
bắt mắt, mùi vị thơm ngọt. Trong thời gian tới thì trung tâm cũng sẽ nhân rộng thêm cái diện tích trong cà chua này, cũng như áp dụng một số cái giống trong khác để phục vụ thị trường tiêu dùng của Quảng Trị cũng như là các tỉnh bạn, và làm mô hình tham quan cho bà con nông dân cũng như một số doanh nghiệp tới tham quan học tập. Nhằm tiếp tục nghiên cứu mở rộng các loại cây trồng dược liệu quý phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực Bắc Hướng Hóa, từ đó nhân rộng để người dân nơi đây cải thiện cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tạo điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch. Tràm hiện đang tiếp tục khảo nghiệm các loại dược liệu hoa, cây cảnh, sâm ngọc linh, thất diệp nhất chi hoa, hoa đồng tiền lùn, hoa cẩm tú cầu, hoa hồng môn, hoa chuông. Ngoài ra, cơ sở nuôi cấy mô và hệ thống nhà huấn luyện cây được đầu tư xây dựng sẵn sàng để sản xuất cây giống phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Sau khi thu hoạch sản phẩm thử nghiệm các loài hoa, quả, dược liệu tại trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa, qua việc giới thiệu sản phẩm đối với một số bộ phận khách hàng, bước đầu được thị trường trong tỉnh nhiệt tình đón nhận. Điều đó cho thấy chất lượng sản phẩm nông nghiệp, dược liệu được sản xuất thử nghiệm phù hợp thị hiếu của người dân. Thế thì chúng tôi là cung cấp phân phối nhiều mặt hàng nông sản là rất là chất lượng, được khách hàng đón nhận, mà trong đó là có sản phẩm đông trùng hạ thảo của đông trùng hạ thảo sản xuất tại xã Mù của sở khoa học công nghệ, là được khách hàng là bước đầu là đón nhận rất tích cực. Khi sử dụng cái sản phẩm cà chua Cherry ở Quảng Trị thì tôi cảm thấy là khi vị của cái cà chua Cherry ở Quảng Trị nó khác với các cái cà chua Cherry ở các tỉnh trong ở các tỉnh khác. Thứ nhất là ở cà chua Cherry này là có vị ngon, ngọt và rất là thanh, và đặc biệt là được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị được trồng theo cái quy trình sản xuất hữu cơ, nên cái sản phẩm là đảm bảo cái độ an toàn và làm cho người tiêu dùng họ tin tưởng. Với những kết quả bước đầu đã đạt được, có thể khẳng định trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa đã đạt được mục tiêu trở thành mô hình trọng điểm trong ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Trị, tạo ra những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Đây là những kết quả quan trọng để góp phần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả hơn ở Bắc Hướng Hóa sau khi nghiên cứu, thử nghiệm. Đây cũng là cơ sở tiền đề để các doanh nghiệp mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư. Trạm nghiên cứu khoa công nghệ Bắc Hướng Hóa là cái mô hình ứng dụng cao trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các loài dược liệu, các loài hoa và các loài cây ăn quả phù hợp với cái tiêu vùng khí hậu ở Bắc Hướng Hóa. Đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, thì là Sở Khoa học Nghệ đã tạo cái điều kiện là mặt bằng và hạ tầng cơ sở để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khai thác tiềm năng lợi thế của cái vùng tiểu vùng khí hậu Bắc Hướng Hóa, có thể gọi như là cái tiểu Đà Lạt của tỉnh Quảng Trị. Cái việc quan trọng nhất là Sở Khoa học Nghệ đã làm chủ công nghệ, làm chủ các quy trình kỹ thuật để sẵn sàng chuyển giao cho người dân và doanh nghiệp, và đó là cái mấu chốt. Đặc biệt là cái phương án để là nâng cao cái năng suất chất lượng nhưng mà giảm cái giá thành đầu tư và nâng cao hiệu quả, và tôi nghĩ như vậy thì doanh nghiệp là có thể đầu tư được trên địa bàn Bắc Hướng Hóa này. Những kết quả bước đầu từ trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa chính là tín hiệu vui để tỉnh Quảng Trị có những bước đi phù hợp, tiềm cận với nền sản xuất nông nghiệp hiện đại trong tương lai gần, cũng là cơ sở trong kêu gọi thu hút đầu tư vào khu vực được xem là rất lý tưởng này. Và trong tương lai, với sự nỗ lực tạo đột phá về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Sở Khoa học và Công nghệ thông qua dự án trạm nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ Bắc Hướng Hóa, cùng với sự vào cuộc đồng hành của doanh nghiệp và quyết tâm của chính quyền địa phương, các mô hình thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sẽ được nhân rộng để người dân khu vực này cải thiện cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tạo điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch.
Chuyên mục Khoa học và Công nghệ đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.